Xin chào mọi người nhé. Ngay bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Điền của chúng tôi sẽ phân tích cho mọi người một ca thực hiện nâng ngực kết hợp treo xa trễ, một ca tương đối là khó ạ, và bác sĩ của chúng tôi sẽ phân tích để mọi người hiểu thêm về trường hợp của khách hàng này nhé. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào các bạn. Tôi vừa thực hiện xong ca phẫu thuật này. Đây là một trong những ca phẫu thuật nó tương đối khó trong vấn đề về một mình đánh giá và nhận định, thứ hai là mình phân tích, thứ ba nữa về kỹ thuật. Thì đây là một trong những ca phẫu thuật mà bọn tôi hay thường gặp, đấy là tình trạng vú mà hay gọi là, theo cái từ chuyên môn ấy, thì nó là vú hình ống, còn theo từ dân gian thì chúng tôi hay gọi đấy là vú hình sừng trâu. Các bạn sẽ hình dung như cái sừng trâu là như thế nào. Cái sừng trâu là nó nhô ra như thế này và nó bọc vào trong, như vậy thì hai cái phần bầu vú nó sẽ đổ ra bên ngoài, sau đó thì cái phần vú nó đổ vào trong. Cái nó sẽ bị thiếu phần cực trên và thiếu phần cực trong, cũng như là cái phần tuyến vú nó rất là gói gọn chứ nó không có dàn đều ra phần thành ngực. Nó gói gọn ở một cái diện tích cũng như là nó đưa ra phía trước. Đây chúng ta có thể thấy đây là của một cái ngực sừng trâu, các bạn nhìn rõ đấy, chúng ta có thể thấy phần tuyến vú nó đưa ra vô phía trước và nó đổ ra phía ngoài đấy. Thì đây là trong những cái ngực mà rất là khó khi mà thực hiện. Thì đây là một trong những trường hợp mà chúng tôi hay gặp và có sự khác biệt của hai bên về thể tích. Chúng ta thấy ở bên phải nó xa trễ nhiều hơn và nó đổ ra ngoài nhiều hơn, nó nhô ra phía trước nhiều hơn so với bên trái, và thể tích tuyến vú cũng nhiều hơn. Thế đối với những trường hợp này chúng ta phải làm như thế nào? Đấy, chúng ta cứ nghĩ đơn thuần là chúng ta sẽ đặt túi và treo xa trễ, thì tất nhiên là trường hợp này phải làm như vậy, nhưng phải làm như nào để đạt kết quả tối ưu. Tôi có thể vẽ mô phỏng cho các bạn một cái hình dáng đơn giản như thế này. Đây là cái xương ức, còn đây là cái phần tuyến vú, phần cơ thể. Cái phần tuyến vú thì cái trường hợp này tuyến vú nó đổ ra ngoài, các bạn thấy là cái phần cực ngoài nó đầy đấy nhỉ. Đấy, cái phần ở ngoài đầy nhỉ, cái núm vú đây nó không có, cái phần tuyến nó không có giảm đều ra từng phần được đấy, mà nó chỉ có tập trung vào một phần nhỉ. Chúng ta phải có một cái nhiệm vụ là giúp dàn đều cái tuyến vú ra, cũng như là đưa cái phức hợp của núm vú này lên cái vị trí cao ở ban đầu, để cái vú sau khi mổ xong nó sẽ có cái hình dạng nhẹ. Đấy, các bạn hình dung nó hình dạng nhẹ, nó khác so với hình dạng hình ống như thế này hoặc hình sừng trâu như thế này. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ phải chuyển ra nhẹ. Đấy, thế thì để làm được như này thì chúng ta sẽ phải hình dung nhẹ. Nếu như mà chúng tôi vẽ theo cái hình thiết đồ đứng ngang thì chúng ta sẽ thấy cái ngực của khách hàng nó sẽ như thế này. Đó, đây là phần xương ức, cái phần tuyến vú đây nó sẽ như thế này. Em phải làm như nào? Một là nó hình ống này nó không có dài đều, giảm đều ra, và thứ hai nó hơi bị trúc xuống. Như vậy thì chúng ta sẽ phải làm như nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đưa cái phức hợp cổ núm vú này lên vị trí cao hơn bằng cái biện pháp treo. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải đặt túi. Tuy nhiên thì đặt túi để làm sao cho đẩy được cả cái phần tuyến này nó đưa lên, cũng như là cái phần tổ chức ở phía cực trên này nó đẩy. Thì chúng tôi sẽ đi phẫu thuật bằng hai đường, một đường là đường treo và thứ hai đường là túi ở phía dưới chân ngực như thế này, bằng và thứ hai nữa là đặt dưới cơ ngực lớn ở hai lớp khác nhau. Đây là cái cơ ngực lớn, nó sẽ chỉ dừng lại ở đây, nó co lên. Chúng tôi sẽ có một kỹ thuật để làm cho cái cơ ngực lớn nó co lên phía trên này, giúp nó đẩy phía trên, còn cái túi thì nó vẫn đẩy phía dưới này. Đó, cái cơ phía trên nó sẽ được phủ này. Có một số bạn thì thắc mắc rằng là tại sao với những cái trường hợp như này thì mình vừa thu quầng vú, vừa treo lên và vừa đặt túi qua cái đường này để đặt túi, thì các bạn có thể thấy rằng với những cái trường hợp như này, nếu mà chúng ta đặt túi qua đường quầng này luôn thì chúng ta sẽ có một cái sẹo quầng vú này, kèm theo một cái sẹo ở phía trong ô tuyến rất là dài, từ phía tuyến này đến xuống dưới cái phần vị trí đặt túi nó rất là dài. Và có thể cái sẹo này các bạn không nhìn thấy, nhưng chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận nhiều hơn, cảm nhận cái sự khó chịu nhiều hơn với cái sẹo trong phần mô tuyến. Khi mà các bạn sờ vào các sẹo, bạn sẽ thấy nó có sơ, có cứng, mật độ tuyến nó không đều, và khi thăm dò bằng hình ảnh các bạn sẽ thấy rằng nó có tổ chức sơ giống dạng như tổ viêm sơ tuyến vú lan tỏa đấy. Nhiều khách hàng sẽ cảm thấy nó căng, nó tức, nó khó chịu. Như vậy nếu như chúng ta chỉ có một cái sẹo rất là ngắn và nhỏ ở phía chân ngực để đặt túi hay không, và kèm theo một cái sẹo để treo cái quầng này, thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ phần tuyến vú nó vẫn rất là mềm mại. Đấy, thì đây
trong những cái trường hợp mà chúng tôi thường hay sử dụng phẫu thuật hai đường mổ khác nhau để đặt túi để giải quyết cho những trường hợp mà vú mình ống hoặc là vú sừng trâu. Đấy. Nó cũng nghĩa đúng nghĩa như người sừng trâu ấy, rất là khó, rất là cứng, rất là khỏe. Làm sao để đưa lại cái tình trạng ngực mềm mại, cái tuyến vú mềm mại này, thì chúng ta sử dụng kết hợp rất nhiều cái phương pháp khác nhau. Đấy, chúng tôi sẽ cập nhật cái kết quả hình ảnh của cái ca phẫu thuật này cho các bạn để xem, để các bạn có thể xem lại. Đây là hình ảnh trước khi phẫu thuật, chúng ta có thể thấy đây, cái phần ống tuyến nó dài như hồi phía trước, rất là gọn nhưng nó không có dàn đều này. Đây cũng là một trong những trường hợp mà có, và chúng tôi sẽ phải đã phải đặt hai size khác hẳn nhau, sử dụng cái size túi đề mi mini độ nhô trung bình là độ nhô thấp của Motiva, và size bên trái bên phải này thì sử dụng size 220, bên trái là sử dụng 245, tức là chênh nhau khoảng hai size đối với trường hợp này. Thì đây là một trong những trường hợp mà sau khi mổ xong chúng tôi thấy kết quả rất là ưng ý. Đấy, vừa cải thiện được cái phức hợp của núm vú để như trên, cải thiện được cái dàn đều được cái phần tuyến vú để nó tròn đều nhỉ, và cải thiện được cả cái thể tích hai bên nó cân nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái hình ảnh của các phẫu thuật này, và tại trung tâm mình thẩm mỹ Đô Cơ Đi thì chúng tôi sẽ thường xuyên phân tích những cái trường hợp vú như thế này để khách hàng có thể hiểu một cách thực sự xem là cái cấu trúc cái tạo cấu dạng vú của mình như thế nào, và bác sĩ sẽ can thiệp nhé. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.